Để đưa về là ở nhà là chuẩn bị đầy đủ hết rồi. À, thì chuẩn bị hết rồi đó. Và cuối cùng là sống lại. Chưa có nhắc cái hàng đấy. Chỉ phải là chưa mua hàng về đúng không? Chưa mua hàng, chứ tuổi đuốc rồi, sân suối rồi, nó dọn hết rồi. Rồi bắt đầu ở nhà nhiều khi đóng rạp rồi. Làm ở nhà con trai ở ngoài ấy. Dạ, là đóng rạp luôn đó hả? Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn nha. Nay mình đang có mặt ở Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang các bạn. Nay mình ghé thăm lại hai ông bà cụ mà gói bánh ú lần trước á. Chào bà. Đang làm gì vậy bà? Có gì không chú? Con ghé con thăm lần trước, con có ghé thăm bà lần rồi đó. Chắc bà không nhớ đâu đúng không? Không nhớ, bịt khẩu trang rồi. Tại lâu quá không nhớ rồi. Hôm nay mình đang làm nhân làm bánh đấy bà. Đang làm nhân làm bánh đó con. Làm bánh ú. Làm bánh ú. Giờ tôi bệnh quá đi, mới sửa soạn đi kiếm đi ra bệnh viện. Chào ông. Là bị sao cơ? Sao mà con mắt nó xuống nó án, con không thấy đường mà nó mệt qua nay quá trời luôn. Ý là con mắt nó bị vậy hả? Biết nó hành gì đâu mà nó không có chú. Dạ. Dạ. Là anh con trai đi bán vé số hả cơ? Nó đi bán số rồi chú. Dạ. Bán trong hai hàng. Nhớ chỗ này không? Nhớ rồi. Không nhớ không? Nó lột nón ra mới nhớ. Bữa nay mình đi với bé Chính vô chứ đâu. Dạ đúng rồi. Lột nón mới nhớ chứ hơi nó hỏi cũng nhớ. Bánh là mình làm xong rồi kia đó bà. Cái đó bánh đám người ta đó. Chúc người ta lấy. Chúc người ta lấy hả? Cái đấy là người ta đặt hết rồi hả? Ta đặt hết. Sức khỏe ông bữa nay sao rồi? Mà thở không chịu hoài nè. Ý là cái thở phì hoài á. Nó đau cái thận hư sao nó đau hoài luôn. Dạ. Ngày nay ông mua thuốc uống rồi. Là không mấy ra nằm viện thử rồi sao? Không nằm viện không mấy ra. Cái này là bằng đậu xanh nha bà. Đậu xanh đó con. Đậu xanh thịt heo. Đậu xanh thịt heo. Xuống hai lần mà không gặp anh con trai ha. Nó đi mấy ngày nay ở ngoài hội nó cho quà rồi nó về hôm qua. Dạ. Qua cái đi bán số. Dạ. Cứ về xong lại đi, về xong lại đi. Tối có về không cơ? Nó hả? Dạ. Nó bán tới 1 giờ nó về tới hả? Dạ. Cho chú cho ngoài hạ ra gì? Dạ. Nó ngồi ngay có một vụ đó, nó ngồi ngay cái bảng đó. Dạ. Nó đứng đó, nó quờ đó rồi miễn ai thấy vậy ghé vô mua giùm. Dạ. Rồi dưới bếp mình có luộc cái bánh nào không bà? Không, giờ chưa. Giờ chưa luộc hả? Chưa. Giờ cái này là làm ngày mai à? Làm ngày mai đó con. Là mình hấp đậu lên xong bắt đầu là mình ấy đúng không? Mình hấp đậu xong bắt đầu là mình nghiền nó ra. Để vô trong nếp. Dạ. Chút cái mình làm mình để vô nếp xong rồi cái hấp. Là ngày gói được bao nhiêu cái bà? Trăm cái. Là tùy người ta đặt là mình làm nhiều không biết. Đặt thì mới có làm nhiều. Cái đó bánh đám ngày hôm qua ta đặt thì cô làm bánh tét là nhiều đó. Dạ. Có nghĩa là dưới đây ví dụ như đám xá là người ta thường hay làm mấy cái bánh này giống như làm mấy bánh đó đó. Làm quà về cho người ta đúng không? Con biết không mà giờ tiền bạc kém lắm, người ta giờ buôn bán thất thường. Dạ. Gơn dữ lắm. Tại dịch cho nên mắc chứ vô đợt học nè. Dạ. Vô đợt học rồi con cháu đồ người ta học hành không có tiền ăn. Dạ. Bữa nào ghé chơi. Dạ. Trời, bà không ăn bánh nước luôn tại. Bánh nó cũng mấy nhà chùa mới ghé cho đó. Rồi bữa nay là con cái có về thăm ông bà không? Thằng Linh hả? Dạ. Không có. Là bà có một người mấy người con à? Năm đứa mà có chồng có vợ có ba. Dạ. Rồi còn thời gian gần đây có hay về thăm ông bà không? Ít lắm con ơi, con đứa nào cũng không có về thăm được trơn, điện đồ về hỏi mẹ bệnh bớt được không vậy chứ. Đứa nào cũng mắc mận trơn á. Dạ. Công chuyện lu bu, dâu thì đi công ty, con trai thì làm ruộng. Dạ. Nó lu bu. Nó nói mẹ ơi, mẹ nghỉ gói bánh đi, để mẹ bệnh rồi ai đâu mà nuôi mẹ ơi. Chứ nghỉ gói bánh là lấy gì ăn? Nghỉ gói bánh tụi bay có cho tiền tao đủ sức tao nè, đóng điện, đóng nước nè. Dạ. Rồi ăn uống hàng ngày, thuốc men nữa. Dạ. Lâu lâu bay mới cho được 500 ngàn rồi biểu nghỉ tao sao tao sống. Nói vậy. Có nghĩa là bây giờ nếu muốn nghỉ thì mỗi tháng phải chu cấp đầy đủ. Đúng không? Phải nghỉ là mỗi một tháng vậy mà ăn đứa 500. Dạ. Năm đứa phải 2 triệu rưỡi là cô vừa ăn uống vừa thuốc men rồi điện nước rồi luôn là đủ. Dạ. Cứ nói là bỏ. Đứa 5 tầm mới được.
cứ nói bố mẹ bảo là đừng có đi là nhưng mà làm thôi, có nuôi đâu. Làm. Không làm mà lấy gì sống. Ấy gì? Quá trời, mắt con nó hành hay gì, hôm qua nay con nó lạnh quá mà là, nó... Là nó bị sao con? Nó sốt mà nó... Hay bị cườm? Không biết sao, giờ đi ra đây khám đỡ đây có sao cái đi. Dạ. Đến đi bác sĩ Tư ở dưới Mỹ Tho mà. Ông qua đây ngồi không? Con hỏi thăm tí. Giờ cô không có... Cả từ có hôm mà con xuống giờ ông có đi viện lần nào không? Có. Là đi mấy lần rồi? Đi hai lần, đi hoài rồi. Đi hoài luôn hả? Ừ, mấy hôm qua buồn buồn ra bệnh viện nằm vậy. Buồn buồn ra bệnh viện nằm. Hay là ngoài đấy có bà nào ngoài đấy rồi? Có. Cho nên là mới bắt đầu là cứ thích ra bệnh viện nằm không chứ? Chứ sợ ông chị phải đi chứ, rút dạ. Kìa, rút đùm đùm. Dạ, dạ. Nó buồn ngoài, nó nằm bệnh viện. Là nó cứ mệt trong người là mình đi rồi cơ? Thở không được. Thở không được. Nó đau đi mơ mẹ, đau chút kia luôn anh. Dạ, dạ. Thở không nổi. Nào cái thận phù, chánh phù tới thận nó đau mà nó hành. Dạ. Bây giờ mổ không được, cứ mổ mày kiệt sức hoài, nó kiệt ăn dưỡng. Dạ. Kiệt ăn dưỡng mày dưỡng thì được. Bạc được kém nữa con ơi làm. Dạ. Thế nói chung là cứ khỏe khỏe tí là về nhà thôi. Ừ, để sống ngày nào sống chứ mà sợ mổ rồi không biết có sao. Dạ. Chị cô mổ rồi giờ cô mệt rồi. Như ông nên ngày xưa là bị là giống kiểu chết đi sống lại đấy đúng không? Ngày xưa ông chết quay không rồi. Chết rồi á hả? Xưa Mỹ Tho chạy về tiếp hơi về nhà rồi đó. Có nghĩa là về nhà mà rút ra là chết đấy. À, về nhà rồi sao? Rút ra là ông chết. Về nhà. Ở Nam Bình. Nam Bình oxy. Nam Bình oxy. Rồi bắt rút oxy ra cái là bắt không ăn luôn. Không ăn luôn rồi. Giái đồ con ơi rồi cũng nhờ ơn trên. Dạ, rồi lúc đấy ông có biết cái gì không? Không. Không biết gì luôn hả? Hồi trở về cũng không biết luôn. Rồi lúc mà hết Nam Bình oxy đó ông có biết gì không? Biết rồi tỉnh, tỉnh tỉnh đã đỡ lại rồi giá gian rồi cúng quải rồi đó con rồi nó cũng đỡ. Dạ. Nhiều lúc ông nằm bất tỉnh với ông có thấy cái gì không? Không, không biết gì luôn hả? Không biết gì, ai làm gì làm. Lúc mà trở về từ coi chết thì có hai đường cùng mà. Dạ. Sanh tử rồi. Có nghĩa là trong cái lúc mà ông mê man bất tỉnh đấy ông có thấy cái gì không? Không. Nào đâu ông có gặp cái gì không? Không có gặp gì, đâu có thấy gì nữa, gặp biết gì. Dạ. Nằm bên ghe đó. Ý là giống người ta thường thường là nghĩ người ta mỗi lần như vậy mà nằm một cái cửa ví dụ như giữa ranh giới giữa sống và chết á là người ta sẽ thấy được cái thế giới bên kia. Dạ. Nhưng mà ông có thấy gì không? Không. Không thấy gì luôn. Mê man gì đâu chứ. Dạ. Lúc đấy thuốc nó ngấm rồi bắt đầu là người mình giống là nó giống một giấc ngủ rồi đó. Ở trên nó chết gì một ngày 7 mũi, 8 mũi. Ngày 7, 8 mũi. Ờ, mà sao chưa đợi. Là cũng như cấp cứu ở dưới rồi nó mới chuyển lên trại. Dạ. Trại xong đồng hoàng bà thì nó đưa lên vô lên lầu á. Dạ. Thở máy chẳng á. Dạ. Còn mình hết thở mau khỏe thì nó cho xuống. Dạ. Mà người ta vô chứ. Cũng như lên cái thở máy cho lần mà một lần một rồi ra cửa trước rồi. Vô cái đứa ra cái sao về tôi vô 8 lần vậy đó. Dạ. Cái là mẹ nó đưa xuống. Mệt đưa lên thở máy. À. Thở bằng máy không hả? Thở bằng máy không? Ừ. Chứ đâu có thở oxy như mình đây. Dạ. Mà 8 lần vậy đó rồi nó dám trình hình không thấy không ổn rồi nó chuyển về nhà luôn. Một ngày đưa đi lên đó 2 lần. Vậy là nó chở mình về giống nó trả về đấy đúng không? Ừ, nó trả về đó. Nó chở đưa về tới nhà luôn đó. Dạ. Để đưa về là ở nhà là chuẩn bị đầy đủ hết rồi. À thì chuẩn bị hết rồi đó. Mà cuối cùng là sống lại. Chưa có nhắc cái hàng đấy. Chưa phải là chưa mua hàng về đúng không? Chưa mua hàng, chứ tuổi đuốc rồi xanh xuôi rồi nó dọn hết rồi. Rồi bắt đầu ở nhà nhiều khi đóng rạp rồi. Ừ, làm ở nhà con trai ở ngoài ấy á. Dạ, là đóng rạp luôn đó hả? Không có. Chưa đóng. Chỉ dọn chỗ thôi. Chỉ dọn cho trống tải thôi. Dạ, để chuẩn bị đấy đúng không? Ừ. Mà cuối cùng là ông kiểu chưa tới số. Chưa tới số, chưa đi được hết dạ, còn. Dạ, phước mình đang còn. Chưa tới số là chưa đi được. Dạ. Nó phải tới số quá, nhiều khi ông vậy ông mới thọ đó, thọ lâu á. Mà biết thọ lâu bao lâu chứ giờ thấy mệt hoài không biết. À thấy mệt hoài à? Chán quá. Lấy cục khá cắm thử. Người nó cứ mệt xong bắt đầu nó khó thở, khó chịu. Trong người nó bức rứt. Nó đau, bắt đầu đau rồi cái nó kiểu như đau ngâm đau xuống vậy, còn ngồi nó đau nhiều. Dạ. Ngồi đau ít. Dạ. Ăn cũng không được nhiều rồi thành thử nó kiểu sức hoài. Dạ. Trời ơi, cái hình ngày xưa chú thấy ốm thấy ghê. Hôm một lần mấy chú tôi có chụp đó. Chắc là còn được mấy ký à? Còn được 30 mấy ký. 30 mấy 43 ký. 43 ký chưa? 39 ký. À. Mấy chục ký không biết mà ốm là nó trong cơ luôn. Lúc đấy có ăn không được, chỉ có nằm không mà. Để lấy gì chứ, thôi dạ. Cái gì nằm ạ.
cũng mấy chú đã chụp, chú mấy chú ở ở chỗ gì đó chụp rồi cho là đưa lại tấm á. Dạ. Rồi cũng cho quà lên thì gì đó cũng cho phần. Trời ơi ông này giờ người này cứu người kia cứu dữ lắm đó chú ơi. Dạ. Còn vậy đó. Cái nhờ mấy cô mà ở ấp ở xã báo đồ này báo đồ kia, người này cứu người kia cứu. Dạ. Thế là hồi đó là do là căn bản là nằm một chỗ ăn uống không được. Ừ. Xong bắt đầu mới bị bệnh vậy, mới ốm vậy chứ. Kì kì đó chỉnh chứ. À đây là cái hồi mà ông đang bị bệnh đấy đúng không? Ừ, đang bị bệnh mấy chú chụp cũng chụp về đó rồi. Dạ. Đưa còn đưa lại anh tắm. Lúc đấy chỉ còn da bọc xương thôi. Da bọc xương thôi. Tính rồi. Chắc là ốm đau là ăn uống không được, xong bắt đầu là mới, nó mới dẫn tới cái vấn đề là giống khi nhược cơ thể. 9-10 ngày ăn không được luôn mà. Dạ. Ăn uống gì. Mà ông uống sữa mà cái sữa lon rồi mấy cháo cho hay là cái nước ấy đồ uống được, chứ còn sữa hộp ông là tanh hôi đổ vô họng ông lắc đầu ông uống được. Dạ. Còn anh kia là anh đi bán vé số về rồi anh có đưa tiền cho ông bà không? Trời ơi, nó bán thì đủ nó xài, có khi thì có thì đưa cho vài chục. Đưa vài chục thôi hả? Ừ. Đưa vài chục rồi. Đúng gì sáng là nó ăn uống rồi thì hết mấy chục, còn chừa hai tờ số nữa con. Chừa lại hai tờ. Có khi người ta lấy về cô bù nữa. Dạ. Có khi bán rồi người ta với số mỏng mà người ta không dạch ra nó mất 2 tờ, 3 tờ, 5 tờ vậy đó. Nó mất mấy tờ là mấy tờ là thành ra là lỗ. Mất mấy tờ là rồi rồi đâu còn lời nữa đâu. Dạ. Ấy khổ vậy đó. Nó làm đủ nó uống cà phê nó khác nó khỏi. Dạ. Sinh cô. Và nói chung là đó gánh lo cho anh ấy cũng được đúng không? Ừ. Anh là bị mù cả hai mắt. Mù vậy đó mà nó cũng còn thấy mờ mờ, cũng như con đưa tắm 10 ngàn hỏi tắm đó nhiều rồi cái nó dòm vậy nè. Đưa sát vào mặt. Đưa sát vậy cái nó nói tắm này 10 ngàn. Ủa mà mình có đi khám cho anh xem nó có chứa được không? Không không rồi. Nước ngoài nó có gì đây nó không bị gì nó đứt cái mạch máu gì đó con. Chứ phải cũng gì mà cườm hay nãy kia mấy ổng nói làm được. Dạ. Còn cái này là nó hồi nó giật á, nó giật rồi đứt mạch máu não làm sao á. Dạ. Rồi mấy ổng nói là bó tài. Dạ. Vậy là do là giống là bị lúc mà bị giật đó là bắt đầu nó đứt cái mạch máu mà đưa vào trong con mắt á, nó nuôi con mắt á. Cả hồi giật đó đó. Dạ. Thành ra mấy ổng là chịu bó tay rồi bà ơi. Dạ. Phải cái gì thì đâu làm được. Dạ. Chứ còn chữa được là đi chữa cho phải chữa được đi chữa cho nó đỡ mờ mờ cho đi xe cộ rồi cô cũng dững nữa con qua lộ trời ơi người ta la làng lại sớm hoài. Dạ đâu thấy đâu cứ quà là đi thôi đi vậy nó lắm tai nó nghe nó dòm. Dạ. Lắm tai nó nghe là cũng nhưng mà thính lắm đúng không ạ? Những người mà ừ. Thường là bị ấy là thính mà sao nó giật nó ấy vậy mà giờ nó trí nhớ nó cũng còn con. Nhớ tốt hả? Ừ, tí nhớ tốt. Con nói về nói mẹ bữa đó gói cho cô vài cái bánh gì vậy đó. Dạ. À, nó nhớ tao hả? Cô nào là nhớ hết. Ờ, nhớ hết rồi. Dạ. Cũng đỡ cái vụ đó đó. Mày cũng khỏe. Ừ. Chứ tưởng đâu là nó mất tí nhớ luôn chứ. Dạ. À, về nó còn tí nhớ cũng đỡ. Dạ, dạ. Đỡ dữ. Là anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi bà? Nó này ba mấy tuổi. Ba mấy tuổi. Nhưng ba, mà cứ ba tuổi thìn đó con. Thủy Thìn là 89. Ừ. 89, Thủy Thìn là 89. Cái cô không có nhớ. Còn nhớ là 89 á, 89 là năm nay cũng 89 tuổi rồi. Mấy rồi? 33 rồi. À đúng rồi, 33 đúng rồi, 89 33 đúng rồi. Ừ, 33 rồi. Vậy là cứ mỗi lần nói lấy vợ là bảo là ở vậy cho gái thèm chơi hả? Ừ, ở vậy cho gái thèm chơi. Tiếu quá ha. Tiếu dữ lắm. Dạ. Yeah. Chết. Vậy là mấy anh chị cô chú kia là gọi là lấy chồng vợ ở xa. Lẽ một tháng người một trích ra cho ông bà được ít hả? Có khi lâu lâu nó về thì dài 3 tháng về cho đứa 500. Dạ. 300 rồi vậy đó. Thì dạ. Có mua thuốc đủ, lâu lâu con cháu ghé cho đứa 100. Dạ dạ. Cháu con... ngoại rồi đó con. Dạ. Bây giờ cũng được nhiều cháu lắm bà nhà. Ừ. Chắc cũng con cháu cũng đông lắm hả? Mỗi đứa có 2 đứa con hả? À. Có 6 đứa à? 6 đứa cháu. Mới 6 cho đứa cháu à? Con đứa
hai đứa cháu cố. Hai đứa cháu cố. Ủa là cháu là đã lấy chồng rồi, lấy vợ rồi hả? Hai đứa có chồng rồi đó. Ôi trời, nhanh nhỉ. Cháu ngoại của cô là nay hai mấy tuổi rồi, tuổi con gà nay 27, 28 gì rồi. Con nó học lớp 3 rồi. Dạ. Vậy là bà tính như khi nào bà đi khám? Giờ đi nè. Giờ, giờ đi ra bệnh viện này nè. Khám miếng mắt này thứ làm sao nó chảy nước hoài vậy đó. Mà nó ăn hoài. Một lần khám bao nhiêu tiền không bà? Không, cô có bảo hiểm có công á. Dạ dạ dạ. Cô bảo hiểm tải đạn ngày xưa á con. Dạ dạ. Rồi không có tiền bạc gì đó. Dạ, vậy lại đi khám mất công tiền xe ôm, xe đồ. Chỉ là đi đây ra đó thì không có tiền. Còn mình đi xa thì mình tốn tiền xe rồi vậy đó. Dạ dạ. Để cũng đó, ông có không? Có luôn, dạ. Ông cũng có bảo hiểm. Hai ông bà có đỡ luôn. Dạ dạ. Hồi giặt mà con, hồi giặt ai cũng phải đi tái đạn hết. Dạ. Ông là đi bộ đội, cô hồi đó cô đi tái đạn. Ủa, ông là có lương ấy không? Không có lương. Bởi vì mình về trước. Về trước à? Không có tái luôn. Ông đi có mấy năm rồi ông về đó con. Giống là đi nghĩa vụ. Không có nghĩa vụ rồi, đi năm 72. Dạ. Đầu năm 72 mùa hè nữa mới có năm 76 gì. Dạ. Thì lúc chưa có chính sách dạy ngủ. Dạ. Mình thấy giờ không thấy không được không gì kể nhẹ đây rồi. Dạ. Dạ. Trời nó tống gì. Dạ. Có nhiều người bây giờ nghỉ xong là về tiếc á. Không có đúng ra thì ví dụ như có người nó vào hoàn cảnh người ta ở được, còn mình không lấy thì mình phải gì á. Dạ. Yeah. Thế nay con tới con chơi thăm ông bà. Đây có chai dầu biếu cho bà này, chai dầu xanh. Rồi, cảm ơn chú nha. Dầu này của bên chị Dô Cô Vũ ở bên Mỹ gửi về đó. À. Gửi từ bên Mỹ gửi về. Nóng lạnh đồ sức. Dạ đúng rồi, không? Nóng lạnh sức. Dầu này dầu tốt đấy bà. Cảm ơn con. Hôm nay con tới thì có chị có gia đình chú Sên với chị Mai á, có gửi biếu cho ông bà 2 triệu. Thì hôm nay con ghé con đưa cho ông bà luôn. Cảm ơn nói thay. Cái 2 triệu này là của dạ, 2 triệu này là của chú Sên với chị Mai ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh á. Là gửi biếu cho ông bà. Đây con gửi cho cảm ơn nha con. Dạ con gửi cho bà là 2 triệu. Cảm ơn hai chú thím đó. Dạ dạ. Có chứ không uống thuốc. Không có ngày một lát ông chạy vô tổng mua. Cái không chiều uống không bớt cái chạy ra ngoài này mua. Ta là giờ nghĩa là giống cái đổi chỗ, đổi vị trí đổi mua. Chỗ vậy đó. Không giờ ông sống nhờ thuốc. Chỗ nó bán không chịu. Dạ. À có nghĩa là chỗ này bán thuốc mình uống hợp. Mấy còn cái chỗ cái ông mà ở ngoài bệnh viện này chích giờ ông về hưu ông đổi lúc về ngoài cái mỗi lần ấy cái bao ông ra đi. À giống chỗ đấy là miếng nặng quá được. Cái ông bao ông ra ông ra cà lậy ông đi ra ngoài nữa một đổi nữa mới tới. Dạ dạ. Chích là không biết cái bệnh mình ông trị gì đó giờ đó. Dạ dạ. Ông dạ. Chích vô thì hết. Dạ. Thì nó hết chừng nó không hết trị hết chừng 50 ngày. Hết thuốc dạ. Giảm đau vậy mà cái nó hư rồi mà làm sao dưỡng nổi con ơi. Dạ, dạ. Thôi hôm nay con tới thăm hai ông bà nha. Dạ. Con cũng xin phép con đi đây. Cảm ơn. Nếu có dịp được con lại ghé. Dạ. Cảm ơn hai con nha. Dạ dạ dạ. Hai cầu chúc hai con mạnh khỏe. Dạ dạ. Thôi con đi ha. À. Dạ dạ dạ.